Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo anh cứu người lầm than. Công nô anh quyết đánh tàn, hiên ngang tay súng anh giữ ngọn cờ vàng. Thân yêu họ thưa quý khán giả, nhạc phẩm quý vị đang nghe tri ân chiến sĩ, nhạc và lời của thầy giáo Lạng. Chiến sĩ quốc gia mấy mươi năm đông pha trong mưa đạn, giang đứng hiền ngang tay súng giữ ngọn cờ vàng. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình phỏng vấn điện thoại của Đài Sài Gòn Hilton 900 AM và đồng thời đường phát thanh tại 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn hồi thoại Dương Phục phụ trách. Chúng tôi đương nối đường dây với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa từ Orange County, California và nhà báo Huỳnh Lương Thiện tại San Francisco, miền Bắc California. Sau đây mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn của chúng tôi. Xin chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Huỳnh Lương Thiện ạ. Các anh có nghe không? Vâng, gửi lời chào thân ái đấy, Dương Phục nghe giọng anh sang sảng đấy, em mừng quá, vui quá anh Dương Phục ạ. Có mặt ở ngay tại nhà Nghĩa là ngoài Nghĩa ra thì còn có từ một người bạn thân của anh từ Tokyo, học giả Đỗ Thông Minh. Oh, cũng là một người em là thầy đó là Nguyễn Lương Huy từ Đà Lạt, tác giả của nhạc phẩm tri ân chiến sĩ mà anh được vừa coi như là phát mới phát hành và được ngày hôm nay đầu tiên trên đài Sài Gòn Hilton đài Dương Phục. Dạ vâng, xin chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông thầy giáo làng và ông bạn Đỗ Thông Minh từ bên Tokyo sang bên Mỹ một lần nữa. Và chào nhà báo Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco ạ. Dạ vâng ạ, từ thành phố Sương Mù San Francisco, Huỳnh Lương Thiện xin chào anh Dương Phục, xin chào anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, học giả Đỗ Thông Minh, thầy giáo làng Nguyễn Minh Huy và xin chào quý khán giả của đài Sài Gòn Hilton ạ. Vâng, xin để mở đầu chương trình thì xin anh Nguyễn Xuân Nghĩa có thể trình bày về hoạt động của phong trào Hưng Ca thời gian gần đây ạ. Vâng, thưa anh thì là năm 2015, cách đây 4 năm thì là phong trào Hưng Ca tổ chức đại hội kỳ thứ 12, kỷ niệm 30 năm mà vì Dũng còn sống thì vì Dũng có nói là chúng tôi có 30 năm làm tuổi trẻ đó, thì gần như là tất cả các anh chị em trong phong trào Hưng Ca đã cống hiến tất cả những tuổi trẻ của mình, có thể nói bây giờ đến tuổi trung niên và tuổi lão niên cũng vẫn cống hiến, và mình rất là mừng là có thêm những thế hệ tiếp nối tham dự, đặc biệt là trong cái kỳ đại hội 13 vừa qua tổ chức vào tháng tháng 3 2019 tại Nam Cali, có một tân phong trào trưởng phong trào đó là nhà báo Huỳnh Lương Thiện, gọi là đồng mình đứng ra đảm trách cái trách vụ của phong trào trưởng, bởi vì có thể nói là sau cái kế hoạch của công tác là giải thưởng phong trào Hưng Ca, đại hội truyền thông của Hưng Ca tưởng nhớ Việt Dũng phát động từ năm 2018 thì anh em rất là lưu tinh thần, đặc biệt là chúng ta qua đó nói lên sự tri ân của những người thế hệ tuổi trẻ lớn lên trong chiến tranh Việt Nam, luôn luôn nhớ đến các quân dân cánh quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chiến đấu để cho những thế hệ của năm 60 được ăn ở yên vui thành tại quê nhà. Và chúng tôi xin đã sắp tới trong tuần này vào ngày mai thì là sẽ có hai chương trình
gọi là chi ân chiến sĩ tại Oakland cũng như là San Jose, mà mấy cái công an khác thôi mình đã bảo người phương tiện thì em liên tục. Dạ vâng. À, như vậy thì ông bạn già Huỳnh Lương Thiện của chúng tôi vừa mới thăng quan tiến chức, chúc mừng. Vâng, chúc mừng ông trưởng phong trào. Vâng, thế thì như anh Nghĩa vừa nói là ngày mai và ngày mốt phải không anh, là có cái buổi văn nghệ tri ân chiến sĩ tại Oakland và ngày mốt là ở tại San Jose. Xin anh có thể cho biết sơ qua về cái chương trình này ạ? À, dạ vâng, thưa anh, như cái chương trình như cái chủ đề đã nói đó, tức là nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã căng cường chiến đấu và hy sinh để mà bảo vệ cho cái miền Nam thân yêu của chúng ta, và đặc biệt là tưởng nhớ người hùng chiến sĩ Áo Đen Lý Tống vừa mới ra đi cách đây khoảng 100 ngày. Thì phong trào hương ca Việt Nam với sự cộng tác của rất nhiều tổ chức đoàn thể trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Bắc Cali là cuối tuần sẽ tổ chức một cái buổi văn nghệ với chủ đề là tri ân chiến sĩ, đặc biệt là tưởng nhớ Áo Đen Lý Tống. Thì chúng tôi có hai buổi liên tiếp ngày thứ bảy đó, tức là ngày mai đó. Là tổ chức tại Upland, tại trung tâm văn hóa Upland, lúc 5 giờ chiều. Và thưa quý vị, thành phần ca nhạc sĩ thì đặc biệt có sự tham dự của ca nhạc sĩ đấu tranh là anh Việt Khang và Thiên Kim, là ca sĩ rất là nổi tiếng cho giới trẻ của Asia cũng như là nhà Paris. Và chúng tôi có một số ca nhạc sĩ tình thương như là Thanh Đạo Tố Thiên Ý, Chi Huệ, rồi các một số hậu như là cô Học Hạnh, cô Thái Nhi, Kha Lâm Tiêu, anh Sư Tổ Thương, vân vân. Tóm lại thì mình tạo lên chúng tôi cũng có bao, và đặc biệt là có học giả Lỗ Thông Minh. Từng vừa qua thì anh sẽ trình bày chư anh chiến phục còn nhớ là 2 năm trước khi chi phim về Việt Nam vừa ra đời. Vâng, đúng rồi. Gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là người Việt chúng ta. Thì từ Tokyo, học giả Lỗ Thông Minh đã viết ngay một cái lá thư phản đối gửi thẳng cho học giả, gửi thẳng cho nhóm Kendall, cho ông Đặng Kendall. Vâng ạ. Và thấy viết là 25 điểm, nghĩa là sai trái hoặc là ông ta không thấy. Thì như anh đã biết là trong cái công tác của Hưng Ca, chúng tôi có một cái công tác thứ hai sau khi công tác mà trao giải thưởng đó, cho những vị trúng giải đó. Công tác thứ hai là đăng lá thư ngỏ trên báo Mỹ để vạch ra những sai trái của chúng sinh này. Vâng. Và Lỗ Thông Minh sẽ phụ trách cái phần trình bày bản phát thảo về cái nội dung này. Vâng. Và cũng trong cái tinh thần tương tự như vậy, thì ngày chủ nhật chúng tôi sẽ có một cái chương trình tương tự như thế tại San Jose. Thì San Jose tương đối nó quy mô hơn một chút, và San Jose thì ca nhạc sĩ cũng nhiều hơn, và có Thanh Minh Hằng Toàn, có Phương Nga, có MC Mỹ Linh, có Dương Hình, Jenny Đăng Anh, Đại Yến Nhi, vân vân, và các đặc biệt là các đoàn du ca Bắc Cali này, có ban hợp tác cảnh sát quốc gia, có ban hoa hậu ở Bắc Cali, rồi các ban học ca giáo sinh sư phạm chuyên viên trung tâm văn lang. Thì chúng tôi đặc biệt là tuyên chiến sĩ trên, cho nên chúng tôi đặc biệt mời những chiến sĩ nào mà mặc quân phục thì được vào cửa hoàn toàn tự do, chúng tôi mời vào khỏi phải mua vé. Và số tiền thu được đó thì thứ nhất là chúng tôi dành một phần để mà giúp cho đại nhạc hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 2 tại Nam Cali được tổ chức một ngày, và sau đó là dành để mà giúp phong trào hăng ca đăng thư ngõ trên báo Mỹ và để ấn thành hạt cái tập tài liệu đất sông Mỹ phản bác phim từ Việt Nam vua của Campbell để bảo vệ danh dự cho chính trị Việt Nam Cộng Hòa cũng như là cái sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Và giá vé chỉ từ 20 đồng thôi thưa anh, dạ 20, 30 và 75 đồng. Dạ vâng, tôi cũng có sách trình bày như vậy. Dạ, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa ở Orange County, thì được biết anh Đỗ Thông Minh cũng ở gần anh có thể cho tôi nói chuyện với anh Đỗ Thông Minh được không ạ? Dạ vâng, là Đỗ Thông Minh xin kính chào anh Dung Phục và quý khán giả. Bữa nay là mình làm tin tức hay là trả lời phỏng vấn ạ? Chào mừng anh Đỗ Thông Minh lại Mỹ du một lần nữa, một lần này là lần thứ 45 rồi, gớm anh đi nhiều quá. Và anh cũng viết rất là nhiều sách, thưa quý khán giả. Anh là tác giả một loạt các sách, và bây giờ lại giới thiệu thêm 3 cái tác phẩm mới nữa. Và đồng thời như anh Huỳnh Lương Thiện vừa nói, anh lại phụ trách thì cái việc của phong trào hưng ca, là sau khi mà đã có buổi trao giải thưởng tổ chức về cái vụ mà chương trình phản đối phim Việt Nam vua Campbell ngày 16 tháng 3 vừa qua, bây giờ là tiến sang giai đoạn 2, tức là sẽ
đăng một tờ báo Mỹ, đương gây quỹ đăng báo Mỹ chắc cũng tốn tiền lắm. Và anh cũng được ủy thác trong phần biên soạn phần nào cái lá thư này, anh tất cả những cái công tác mà chúng tôi vừa liệt kê đó, thì anh có thể cho biết chi tiết được không anh Đỗ Thông Minh? Dạ vâng, thưa với anh trong cuộc quý khán giả, khi mà chúng tôi được nghe tin sẽ chiếu cái bộ phim Do Việt Nam qua, thì chúng tôi cũng thấy giới thiệu rất là hấp dẫn. Một cuốn phim đã được nghiên cứu trong 10 năm và bỏ ra 30 triệu đô la để thực hiện một cuốn phim, và nó sẽ có những cái chi tiết hơn, khách quan hơn so với lại những cuốn phim trước đó. Thành ra chúng tôi cũng tò mò, chúng tôi theo dõi, nhưng mà phải nói là ngay cuốn phim đầu tiên thì hoàn toàn thất vọng. Và tại sao nó vẫn có một cái nhìn quá lệch lạc về cái chiến tranh Việt Nam mình như vậy? Thì hoàn toàn là những người làm phim này không hiểu rõ gì vai trò của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản trong cuộc chiến. Họ vẫn coi Hồ Chí Minh như là người anh hùng giải phóng. Thành ra giống như cụ Hoàng Văn Chí đã viết, từ thực dân tới cộng sản thì hai cái nó đều là cái màn lớn đè lên đầu dân tộc chúng ta. Và kết quả chúng ta không có nhiều thì giờ, nhưng mà chỉ đã giám sát thôi. Kết quả là 4 triệu người phải bỏ nước ra đi. Thì cả lịch sử đất nước chúng ta có bao giờ có cái nạn như vậy đâu. Suốt cuộc chiến đó, tôi thấy là bom đạn, nếu mà người ta tính đó, thì có thể là số lượng bom đạn thì ít hạ đó, thì có thể gấp đôi cái thế chiến thứ hai. Thế mà dân không đi tị nạn, đến khi hòa bình rồi thì cộng sản đào. Thực ra thì bom đạn đó, nó có lúc có thời thôi, đúng không ạ? Thế trong khi cái chế độ thì nó trùm chúng ta suốt 24/24, và cả một cái không gian của đất nước thì không có chỗ nào mà không có cái sự chi phối của chế độ nữa. Thành ra vì vậy là bắt đầu phong trào bốc khí sơn rồi lên khí sơn. Và bây giờ nó thêm một từ nữa, chắc là phải có xe tư sơn nữa, đi bằng máy bay ạ. Mỗi một năm bây giờ là 100.000 người bỏ nước ra đi, mà trong vòng 10 mấy năm nay thì muốn tiếp tục cả triệu người ra đi. Vậy thì cái giá trị của cái cuộc giải phóng là như thế nào? Tất cả những chuyện đó là Chamberlain không thấy, không nhìn thấy, quá ngây thơ. Hoặc là trong thông tin đầu tiên mà chúng ta thấy nói về cái trận thất Bắc, một cái trận nhỏ xíu hơn. Và 2 năm sau á, thì coi như là mình đã có một cái trận thành công rất là ngoạn mục, đó là ấp Bắc 2. Đó, cộng sản Việt Nam rất là nặng. Đó thì họ không nói gì cả. Mà chia sẻ là cái vấn đề cái nhìn sai lệch cho tới những cái chi tiết quan trọng. Ví dụ như họ nói là mà mặt trận giải phóng dân tộc không có, thì đó là mặt trận dân tộc phải giống Nam Việt Nam, cái tên của cái tổ chức đó họ cũng không biết luôn. Thưa anh Đỗ Thông Minh ạ, để mà phản đối cuốn phim Việt Nam War của Campbell đó, thì ở tại Hilton cũng chúng tôi cũng đã yểm trợ cho một cuốn phim khác là Crown Eyes để mà sắp sửa phát hành đó, để mà chống lại cái cuốn phim này. Thế nhưng mà đề tài hôm nay là liên quan đến phong trào Hưng Ca, thì anh có thể cho biết là anh cũng sẽ xuất hiện trong những cái buổi văn nghệ tri ân chiến sĩ tại Auckland và San Jose phải không anh? À dạ vâng ạ, vâng ạ. Em không có hát, anh chỉ nói thôi, anh đi phục. À thế ạ? cũng có khi bị lôi lên hát đồng ca. Dạ, vì sợ mình hát nhiều quá phá bè của anh em ấy. Thực ra thì cả trong nước đây thì chúng tôi cũng có tham gia phong trào đồng ca một thời gian. Rồi gần đây thì quay trở lại trong cái kỳ mà phát giải thưởng của phong trào đồng ca đó ở Nam Cali, thì chúng tôi cũng được anh Quyền mời tham gia. Anh em chúng tôi quay trở lại sinh hoạt với lại anh em Vân Ca, cho nên là kỳ này thì có hai cái sinh hoạt lớn ở tại Bắc Đa Ly, cho nên là chúng tôi nhân cái chuyến đi gần 90 ngày này, thì đó một trong những sinh hoạt quan trọng đầu tiên của chúng tôi là sinh hoạt tại Auckland và San Jose. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa ơi, cho nói chuyện với lại ông thầy giáo làng, và anh trước đó thì anh xin anh giới thiệu cho quý khán giả biết là thầy đó làng là ai, và cái bản nhạc mà chúng tôi vừa chơi mở đầu chương trình này nó như thế nào anh? Lúc thầy đó làng là một thành viên Hưng Ca cũng chủ lực bao nhiêu năm nay, anh cũng tham gia phong trào Hưng Ca cũng khoảng trên 20 năm. Vâng. Nhưng mà có thể nói là dạo sau này thì thầy đó làng sáng tác rất là nhiều, có thể nói là một dàn nhạc tiếp nối, giống như là trong cái nước chúng ta có Việt Khang, thì ở ngoài đấy chúng ta có thầy giáo làng, và mai mốt là cũng có nhiều nhạc phẩm của giáo sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng sẽ được. Hy vọng là anh Dương Phục nghe qua là thích thích bài nào anh Dương Phục phát dùng trong chương trình của Hưng Ca sắp tới. Vâng, chúng ta vẫn tiếp nối những cái dòng nhạc đấu tranh đó.
và đặc biệt là trên đài Radio Sài Gòn Trung Tâm cũng là một cái đài đầu tiên mà thầy giáo làng đã gửi đến cho đồng hương cái bài nhạc là Quỳnh Hoa Vẫn Nở khi chúng ta chào đón nhà đấu tranh dân chủ Mẹ Nấm đã định cư hơi hít thở hơi sơ không khí tự do ngay tại thành phố Trung Tâm. Thầy giáo làng cũng đang có mặt trong cái buổi nói chuyện chúng ta hôm nay. Vâng, Mẹ Nấm cũng đương có mặt tại thành phố Houston và cũng đã công tác với đài, đã lên đài trả lời phỏng vấn nhiều lần. Anh thầy giáo làng, ông anh Nguyễn Xuân Nghĩa giới thiệu với anh như vậy có đúng không? Anh có cái gì cải chính không ạ? Dạ thưa, có điều cải chính là hồi nãy là kêu ông thầy giáo làng thì nghe nó có vẻ như là một ông lão khá lớn tuổi, nhưng mà thật sự người đi tôi với ông Dương Phục thì đúng hết. Ông thầy giáo làng thì ông còn rất là trẻ, là đàn thế hệ đàn em đàn cháu đàn con của quý anh quý bác của chú dạ, chú Dương Phục là người già thì thưa với anh Dương Phục thì chúng tôi tham gia phong trào cao một thời gian khá lâu, nhưng mà cái thời gian sau này đó thì các cái thế hệ người những người anh đi trước đó từ dạ. từ mai một hết những người mà có những cái sáng tác hay một thời đó không còn tiếp tục sáng tác nữa, thì cái nhu cầu của thời cuộc thời thế đó thành ra buộc chúng tôi phải, dù không có phải là một người nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng không có biết nhạc nhiều, nhưng mà vì cái nhu cầu thì mình phải cố gắng mình làm để có cái thế hệ tiếp nối cái con đường mà anh Evan Ca đã đi trong mấy chục năm qua. Thì rất là vui may mắn là cái bài hát Di Dân Chiến Sĩ đã được anh em dùng làm cái chủ đề cho buổi văn nghệ hai buổi trong ngày hôm mai và ngày mốt tại Bắc Cali. Thì cũng hy vọng trong thời gian tới cái đề tài Chi Dân Chiến Sĩ này sẽ được đi về bên Houston, Texas, cũng là quê hương đồng hương của ông thầy giáo làng và ông Dương Phục. Thế là vâng. Dạ vâng. Trong cái chương trình này anh Huỳnh Lưu Thiện anh cũng chưa nhắc đến một nghệ sĩ sẽ trình diễn đặc biệt trong cái nhạc cảnh chuyên chiến sĩ, đó là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa với anh Dương Phục. Thế hóa ra phải một chiến sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong mối tinh thần là người chiến sĩ sống để mà bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân. Và khi anh có chết đi rồi thì linh hồn anh cũng sẽ hòa nhập vào cái hồn thiêng sông mới để mà tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh thần thánh của dân tộc chúng ta trước cái hiểm họa cộng sản. Thưa anh Dương Phục. Dạ vâng, thế thì hai nhạc sĩ không chuyên nghiệp như anh thầy giáo làng vừa nói hồi nãy đó và anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng mà chắc là đều là ca sĩ chuyên nghiệp, hay anh có thể hát một chút xíu cho quý khán giả được nghe không ạ? Mời thầy giáo làng. Mình hò bốn câu đi tiếng đi. Anh đi chiến dịch xa trời, lòng súng nhân đạo, anh cứu người lầm than. Tổng nôn anh quyết đánh bàn, những ngàn tay súng anh giữ ngọn cờ vàng. Thân yêu họ và đó là bốn câu hò để mau đầu để câu bạn và không ngờ phong trào Hưng Ca có nhiều nhân tài quá như vậy. Hình như anh Huỳnh Lương Thiện đương ở San Francisco cũng muốn hát một chút không anh? Dạ, tôi rất muốn hát mà cho dịp khác anh ơi, tại vì thì sân thượng cho tôi hát phải hát những bài chứ không có hai ba câu được anh ạ. Vâng. Bây giờ để cho anh Đức Phục nghe một bài gọi là Cánh Chim Vàng Đã Bay Xa nha. Dạ vâng. Ok. Dạ vâng. Người đi, người đi mọi nhớ về Hà Nội, tại gần xưa lang thang giữa phố phường hoa lệ, tà áo ai đây hay dòng nước mắt cay cay. Đây đây là bốn câu mở đầu cho bài hát mỗi lần người đi, tức là Cánh Chim Vàng Đã Bay Xa, khi chúng tôi tổ chức tưởng niệm các nhạc sĩ Việt Dũng 2 năm anh đã chia tay chúng ta, và đồng thời cũng là tưởng niệm đến cố nhạc sĩ
nhạc sĩ, tại vì cũng là nhạc sĩ mà mình gọi là cố cả nhạc sĩ anh Bằng, khi 2 năm sau ông cũng đã đại giờ chúng ta ra đi. Và khi mà Việt Dũng chia tay chúng ta năm 2013 thì nhạc sĩ anh Bằng có viết một cái bài tặng cho Việt Dũng, là Việt Dũng trong trái tim Việt Nam. Thì khi nhạc sĩ anh Bằng từ giã chúng ta ra đi, thì trong cái tinh thần tưởng niệm đến người nhạc sĩ tài ba đó, chúng tôi cũng giống như là anh thầy giáo đàn có nói chuyện thì chúng tôi cũng cứ gọi cho anh mình có ngay như vậy, những thông điệp đó anh viết bài nào để trả ơn lại cho nhạc sĩ anh Bằng chứ. Vâng. Mấy anh bật ra rồi không ai sáng tác được, thành ra Nghĩa cũng mày mò viết ra cái bài nhạc cánh chim Bằng đã đây xa, cũng đã hát trong cái dịp mà tưởng niệm nhạc sĩ anh Bằng, và cũng là cái dịp để tưởng niệm đến các nhạc sĩ Việt Dũng, tất cả những người anh em đó đã dùng truyền thông và văn nghệ để mà góp phần cho công cuộc đấu tranh về dân chủ, tự do, nhân quyền và độc lập cho quê hương chúng ta trong tình cục. Dạ vâng. Anh làm chúng tôi nghe sốt ruột quá, muốn bay lên Auckland với lại San Jose để mà dự cái văn nghệ tri ân chiến sĩ này, quá đi mất thì thôi. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ để xin anh Huỳnh Lương Thiện Tân hội trưởng cái phong trào trưởng phong trào Hưng Ca đó cho biết là sau cái đợt này á thì phong trào sẽ làm cái gì nữa trong bước tiến sắp tới rồi anh? Dạ, mà thưa anh, như là cái mục tiêu đã đề ra trong cái chiến dịch trước năm ngoái, là cái chiến dịch này gồm có 3 đợt. Đợt thứ nhất là chúng tôi tổ chức thi và trao giải thưởng và việc đó đã xong rồi. Đợt thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đăng thư ngõ trên báo Mỹ, và việc này sắp xảy ra. Mà hai cái buổi văn nghệ này nó sẽ làm một cái phương tiện để chúng tôi có thêm số tài chính để mà đăng thư ngõ, và sau đó là chúng tôi mới lại gom góp lại những cái bài vở xuất sắc đã được trúng tuyển trong cái đợt thi vừa qua, cũng như thêm một số tài liệu mới hoặc là một số bài viết mới, mặc dù không dùng dự thi nhưng mà vẫn rất là xuất sắc. Vâng. Trong cái vai trò phản bác lại những luận điệu sai trái của nhóm thanh niên cho cái tiền dịch của năm qua. Vâng. Và để mà chúng tôi ấn hành thành một cái tập tài liệu dịch. Vâng. Ngữ và dịch ra một số bài bằng Anh ngữ đó, để vâng, cho con cháu chúng ta, những thế hệ mà họ biết tiếng Anh nhiều hơn, hoặc là cho du lịch Hoa Kỳ họ biết thực chất là cái phim này nó sai trái như thế nào. Xem là có lẽ là sau cái đăng thư ngõ thì kế tới là anh em sẽ tiến hành thực hiện cái tập tài liệu thông ngữ như đã thưa với anh và thưa quý vị, và đó là sau đó thì chúng tôi mới sẽ có cái bước kế tiếp là sẽ có những công tác như thế nào. Và vâng, cái bước kế tới gần đây nữa đó, sau cái sau hai buổi văn nghệ kiêng chiến sĩ ngày mai và ngày mốt đó, thì vâng, 26 tháng 10 thì anh em Hưng Ca tại Portland, Oregon cũng sẽ có một buổi sinh hoạt gây quỹ nữa. Tại vì như anh đã biết là cái kế hoạch và cái kinh phí chúng tôi dự trù cho kế hoạch này đó vâng, khoảng $30,000, và bây giờ chúng tôi đi được nó khoảng 3 đoạn đường, tức là đã quyên góp được khoảng $22,600. Vâng, xin được trình bày như vậy cho anh Dương Tục. Là vâng, như anh Huỳnh Lương Thiện trình bày là bước tới là sẽ đăng báo Mỹ rồi để mà phản biện cái cuốn phim Biển Làm Vua đó, rồi sẽ in thành sách cái bài viết phản biện này. Tất cả công việc này theo ý chúng tôi thì sẽ khá là tốn kém lắm. Thì các anh biết rằng các anh đưa gây quỹ, nhưng mà trong lúc gây quỹ này có gặp nhiều khó khăn gì không ạ? Dạ vâng, thì hầu như các sinh hoạt nào cũng gặp rất nhiều khó khăn. Anh em cũng gặp một số khó khăn. Tại vì cộng đồng anh biết không, rất nhiều thường xuyên gây quỹ, nhiều công tác, nhiều hội đoàn, cũng như có nhiều mục tiêu quan trọng khác cũng cần phải được gây quỹ anh. Ví dụ như là tại Berkeley thì trong một vài tuần tới là ngày 4 tháng 8 cũng có một cái buổi gây quỹ để cho ban tổ chức có tài chính để ủng hộ cho các cuộc cộng đồng thiện không phải xa đó. Đó vâng. Chúng tôi cũng là ủng hộ công tác này luôn. Dạ, oh, và rất là nhiều rồi cái những sự kiện, cho nên cũng gặp khó khăn chứ phải là khó. Mà thưa anh, cộng đồng thì rất nhiều tổ chức cộng đồng công tác nhiều lắm, mà cả trăm công tác cần phải thực hiện quanh năm, nhưng mà ngày thì chỉ thứ bảy chủ nhật thôi, chỉ có 2 ngày thôi. Cho nên thường xuyên những ngày cuối tuần hay là công tác hoặc là tổ chức văn nghệ hay là sinh hoạt thì rất là cao, thì nó bị trùng lập nhau đó. Vâng. Thì
tại vì thì chúng tôi vẫn bị cưng, vâng, thì nó cũng lo chứ không phải là không. Dạ, vâng. Căng, tuy nhiên, đương nhiên bên ngoài thì cũng có một vài dự định nhỏ thôi, thì cũng đặt vấn đề tại sao không thế này, không như thế kia, nhưng mà nói chung đó, là đa số bà con đều ủng hộ hết, đa số đều ủng hộ cái công tác này. Thì thế cho nên chúng tôi cũng có đủ tinh thần mà đi tới anh. Dạ. Dạ vâng. Thưa đặc biệt trong hai chương trình này chúng ta, nhưng anh Hồ Minh Thiện trưởng ban tổ chức cũng có đề cập đến là ông trưởng công tác Việt Nam cũng như là đại diện cho tiếng nói của những người dân ở trong đất nước Việt Nam và tất cả mọi thế giới. Chúng ta cũng muốn bày tỏ cái sự biết ơn đến các chiến sĩ của lực lượng Cộng hòa và đồng thời đặc biệt tưởng niệm anh hùng ở đơn Lý Tống. Thì anh Duy Phục cũng đã từng theo dõi những cái bước sinh hoạt của Lý Tống, thì có thể nói là trong những lúc anh thực hiện những cái phi vụ hào hùng hay là khi xa cơ thì ông trưởng công an Việt Nam lúc nào cũng hỗ trợ bên cạnh anh và tất cả những khả năng của mình. Và đặc biệt là trong cái chương trình giải truyền thông quốc gia thì chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh của anh tháng 3 2018, thì lần đó có hiện diện của chiến sĩ đại tôn từ Úc, rồi có Việt Khang. Thành ra một chương trình anh Thầy Nói Thiện đã tổ chức tập hợp tất cả những người tù của nhiều thế hệ như vậy tại San Jose, và Lý Tống đã coi như là đi kêu gọi từng đồng hương tham dự buổi xuân nghệ San Jose đó để ủng hộ từng cái CD của anh, và anh cũng gom lại gần $1,000 để gửi tặng cho Công trạng Công gia Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa anh cũng tham dự cái giải truyền thông này, và anh cũng chả cần phải hát biết rồi, không cần đánh giải thưởng, bài viết của anh cũng khá công phu và cũng được đạt giải năm trong cái giải truyền thông Công gia. Chỉ rất tiếc là anh lại ra đi khi mà không kịp tham dự cái chương trình phát giải thưởng vào tháng 3 2019 vừa qua. Nhưng mà trong đám tang của anh thì anh Hồ Minh Thiện cũng đại diện Công trạng Việt Nam cũng số em đến để mà chia buồn cũng như là trả lại cái giải thưởng giá trị và tinh thần một người chiến sĩ của Việt Nam Cộng hòa suốt cả cuộc đời đã hiến dâng cho cái cuộc tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam rồi. Nhắc đến anh Lý Tống thì mọi người cũng đồng ý là cuộc đời của anh rất là ly kỳ lạ lẫm, thành tạo ra rất nhiều những cái dư luận trái chiều nhau về anh. Nhưng mà khi mà anh qua đời thì quả thật là một điều rất rất là đáng tiếc, không còn anh nữa để mà tham gia những phong trào mà tiếp tục mà anh ấy là lý tưởng của anh ấy. Vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, có thể cho chúng tôi nói chuyện trở lại với anh Đỗ Thông Minh được không ạ? Dạ vâng, Đỗ Thông Minh đây ạ. Dạ. Dạ vâng. Theo chúng tôi được biết là anh sang Mỹ rất là nhiều lần rồi, lần này là lần số 45, và anh viết rất là nhiều cuốn sách, rất nhiều loại khác nhau. Rồi kỳ này thì cái ý của anh là anh ra mắt ba cuốn sách mới và đồng thời lại phát hành cái lịch bóc từng ngày như thế nào anh? Anh có thể tóm tắt một chút xíu thôi ạ. Dạ vâng, trong 45 lần đi chu du nước Mỹ thì có lẽ lần này là một trong những chuyến đi khá dài. Trong quá khứ thì chúng tôi có hai lần ở 10 tháng ở Mỹ, là rồi đó làm báo người bị tự do với báo kháng chiến. Còn đi thì thường thường 2 tháng thôi, kỳ này là coi như tới 3 tháng. Thế thì kỳ này cũng đặc biệt là tổng cộng như vậy, coi như là 4 tác phẩm gồm có 3 cuốn sách và 1 cuốn lịch. Thì thưa với quý vị, tổng cộng chúng tôi tới nay thì có khoảng 30 đầu sách, mà quan trọng nhất là Bộ Con đường Dân chủ khoảng 20 cuốn. Khoảng trên 10.000 trang. Bây giờ ba cuốn sách mới đó, thì cuốn thứ nhất là cái cuốn Trung Quốc thách thức thế giới. Chúng ta cũng biết là cái sự vươn dậy của Trung Quốc đã đe dọa tới cái vấn đề kinh tế an ninh của khu vực và có phải nói chung là toàn thế giới, và dẫn đến cái cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, cũng như là cái sự xâm lấn Biển Đông, đó là những cái nguy cho đất nước chúng ta. Nhưng với cái sự can dự mạnh mẽ của Hoa Kỳ thì có lẽ nó cũng là một cái lợi thế chiến lược cho đất nước của mình. Vì đó là một cái cuốn sách đầu tiên để chúng tôi biết chi tiết về cái tương quan lực lượng giữa Việt Nam với lại Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc với Hoa Kỳ vân vân rất nhiều. Còn cuốn thứ hai thì chúng tôi nói về những mặt trận bí mật. Thưa quý vị, cái cuộc chiến bom đạn thì có thể nói hầu hết những cuộc chiến lớn đều đã được lan tải trên truyền thông và hầu như ai cũng biết. Nhưng mà chúng tôi muốn nói tới vấn đề an ninh và tình báo, đó là cái mặt trận phía sau, cái mặt trận bom đạn.
Thế thì thời gian qua một số những cái thông tin về vấn đề an ninh tình báo cũng đã được nhận ra, nhưng mà nó lại khác. Chúng ta làm công việc là thu gom để có một cái nguồn thông tin rất toàn diện từ người có trách nhiệm cả bên mặt trận an ninh tình báo. Chúng tôi nói về cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, của Việt Nam Cộng Hòa và của miền Bắc, từ đó mới tôi tới một số những nhân vật và những cái vụ đối đầu, những cái vụ đánh lừa nhau, những cái chuyện nằm vùng v.v. Và cái cuốn thứ ba đó thì chúng tôi nói về vấn đề đối đầu và đánh đổ chủ nghĩa cộng sản. Thì chủ nghĩa cộng sản lý thuyết nó cũng đã quá cũ và người ta cũng đã rất thuộc giác rồi. Tuy nhiên nó vẫn là cái chiêu bài để mà nhà nước cộng sản tuyên truyền để tiếp tục dẫn dụ một số những người đảng viên vì vấn đề tham quyền tham lợi hoặc là ngây thơ mà tham gia. Vì vậy chúng ta vẫn cần tiếp tục bẻ gãy những cái lý thuyết về cộng sản. Thì đó là cái phần đầu. Nhưng cái phần quan trọng là phần thứ hai, tức là phần đấu tranh. Thì chúng ta nêu lên cái kinh nghiệm biểu tình, thưa quý vị. Chúng ta đã từng có những cái cuộc biểu tình lớn và chắc là nhiều người không để ý tới, đó là trong quá khứ lịch sử. Năm 1908 chúng ta đã có cuộc biểu tình gọi là trung kỳ dân biến, cả một cái dân biến miền Trung, hầu hết các tỉnh miền Trung lên tới cả 100,000 người biểu tình năm 1908, và biểu tình hàng tháng rưỡi trời cho tới khi bị đàn áp bằng súng đạn. Nó giống như là một cái loại thiên an môn thời đó đó. Không có xe tăng nhưng mà bị súng bắn thì cũng chết rất nhiều người, và hàng ngàn người bị bắt, mà có rất nhiều người bị tù hình như là ông Trần Quý Cáp v.v. Rồi cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cũng là bị bắt với tù. Thì đó là cái kinh nghiệm quá khứ, rồi chúng tôi chuyển sang tới cái chuyện Somoza, mà nhất là cái chuyện đặc khu 99 năm, là cái cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới giờ tại Việt Nam trong cái thời cộng sản mà mọi người đã biết. Từ đó thì chúng tôi cũng rút kinh nghiệm cái cuộc biểu tình Thiên An Môn và những cái cuộc biểu tình về vấn đề môi sinh của nước Tàu. Vâng. Thưa quý vị, Việt Nam mình mà có thực ra đó về vấn đề công nhân đó, tới lại là dân oan là hàng năm 7,000 cuộc biểu tình rồi, thưa quý vị, không phải ít đâu. Vâng. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình nhỏ đó thì nhiều khi không có thể kể hết, nhưng mà nước Tàu nó to gấp 20-30 lần mình, thì cái số lượng biểu tình nước Tàu cũng gấp 20-30 lần mình chứ không phải ít. Vâng. Mới đây như chúng ta thấy là thì đã ở Vũ Hán 20,000 người đã biểu tình liên tiếp 5 ngày. Và đã có một vài hình ảnh chắc là ít người thấy, có cả xe tăng nữa, tức là cũng xe tăng sau 5 ngày và coi như là không trấn áp được, họ đã đưa cả xe tăng vào, tuy không nhiều và chúng ta cũng không có được những cái hình ảnh cụ thể, nhưng mà cái chuyện xe tăng đi vào thì đã có thông được. Thế còn xe tăng có đạt áp thông thì không có đó. Vâng, thưa anh Đỗ Thúc Minh, chúc mừng những cái ngày sắp tới ở Mỹ được nhiều thành công trong vấn đề đi nói chuyện và cũng như ra mắt sách ở khắp nơi. Trở lại với anh Huỳnh Lương Thiện, hồi nãy anh có nói là cái công việc khó khăn trong việc gây quỹ, nhất là ở miền Bắc California, cái vùng San Francisco với lại San Jose được có nhiều sinh hoạt quá, nào là những gây quỹ của Voice, của anh Trịnh Hội, rồi của bên Formosa cũng sắp gây quỹ với cha Hùng bên lành Đài Loan qua, rồi bà Nancy Triều Giang chẳng hạn, rồi lại tiếp tục với những cái sinh hoạt của phong trào Hưng Ca. Mà theo chỗ tôi vừa biết thì ngày mai đây sẽ có một cuộc biểu tình ở tại San Jose, để mà cũng một cách để mà khích lệ những cái tinh thần của cái cuộc biểu tình vĩ đại Hồng Kông về vấn đề tự do dân chủ. Thì anh Huỳnh Lương Thiện nghĩ sao ạ? Nhất là những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông đó có phải là một cái gương cho chúng ta không anh? Dạ vâng. Tôi xin nhắc lại điều như thế này nè. Hồi nãy tôi có nói cũng có một vài trở ngại, thì vấn đề chính không phải là những cái tổ chức họ thân thử mà họ có những cái công tác gây quỹ đó, tại vì những công tác đó đều là chính đáng cả. Vâng. Cá nhân chúng tôi cũng như anh em mình cũng hỗ trợ luôn, nhưng mà tôi nói cũng có một vài ý kiến họ nói đặt vấn đề ở tại sao mà đăng báo làm gì cho tốn tiền, anh thấy không? Đó. Dạ vâng. Thưa quý vị, thật sự ra là cái việc này đăng báo Mỹ như vậy nó rất là hữu hiệu. Cái vấn đề cuộc đấu tranh của chúng ta đó làm sao cho nó hữu hiệu, thì quý vị nhớ là gần đây thôi, chỉ một vài tuần này thôi, là cái cuộc đấu tranh tại Hồng Kông đó, anh nhớ không? Vâng. Thì làm sao để tiếng nói của chúng ta được dư luận biết, được các vị lãnh đạo biết, để mà ảnh hưởng được cái quyết định của người ta, thì tiếng nói nó phải mạnh. Thì một trong những cái phương thức mà dễ nhất mà chúng ta sẽ làm được ở xứ tự do dân chủ đó là đăng báo cho tại địa phương, đăng báo Mỹ, báo Anh, báo Pháp, vân vân. Nhưng mà thì, cái đó tốn tiền lắm, không anh? Nó rất là tốn tiền.
Dạ vâng, hữu hiệu lắm. Cái gì cũng vậy anh. Nó gen là phải chấp nhận cái sự tốn kém nào đó thì mới được. Cho nên cái cuộc đấu tranh tại Hồng Kông, anh em quyên tiền nó phải dây chuyển mà đăng báo để ảnh hưởng nhiều kinh tế về cái cuộc họp ngày 20 vừa qua và làm như thế. Cho nên sau khi giải thích thì bà con rất là thông cảm và thấy rằng vâng, tuy tốn kém nhưng đó chúng ta phải chấp nhận cái giá đó để tiếng nói của chúng ta được đa số công lực Mỹ ta ghi nhận. Ví dụ Khánh Binh có bỏ ra tới 10 triệu đô, anh thấy không? Và 10-30 triệu đô, anh thấy không? Đó, thành ra phải chấp nhận thôi. Đó lý do chúng tôi cố gắng để tiếng nói của chúng ta được đến rất là sâu rộng trong cái dư luận của chúng Hoa Kỳ. Còn ở Bắc Cali thì xưa anh cũng mới tuần rồi đấy thôi, thì cũng có một cái cuộc biểu tình sát cánh ở cộng đồng Việt Nam, sát cánh với cộng đồng người Philippines, biểu tình ngay tại và tổng lãnh sự Trung Cộng tại San Francisco để mà phản đối cái việc mà Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa như là ngang ngược trên Biển Đông. Và ngày hôm nay và tuần nào cũng phải là thứ bảy nào tại City Hall San Jose cũng có một cái cuộc biểu tình của anh em kiên trì từ đã tới bây giờ hơn 160 lần rồi. Dạ vâng. Và ngày mai cũng sẽ có những cuộc biểu tình trong một cái tinh thần như vậy thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Dạ vâng, thì bắt lên lúc nào cũng sôi động cả anh. Dạ vâng, mặc dù hiện bây giờ cũng đang gặp một số khó khăn. Dạ. Vâng, bây giờ trở lại với anh Xuân Nghĩa, tại vì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, xin anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh thầy giáo làng, anh Đỗ Thông Minh cũng như anh Huỳnh Lương Thiện thì có thể gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài và đúc kết cái buổi hội thoại của chúng ta ngày hôm nay ạ. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Cái chia sẻ mà chúng tôi muốn gửi đến là quý khách hàng tôi đang theo dõi chương trình là cái con số 30 triệu và con số 30 ngàn mà anh Lương Thiện nhắc từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta thấy là quả là một cái cách biệt rất là xa, nhưng mà đó là cái tinh thần đấu tranh của dân tộc của chúng ta. Chúng ta nghĩa là tất cả từ cái ứng biến và chúng ta vận động vào cái sự tinh thần của người dân, chúng tôi nghĩ rằng đó là giống như là cụ quan cụ Hồ Nguyễn Trãi đã nói là dẫu cường nhược tốt khác nhau, song hài tuyệt đời nào cũng có. Chúng ta cố gắng là mỗi cái sự cố gắng của chúng ta, cũng như là anh Đỗ Thông Minh cũng cho biết là trong cái cuốn sách mà nói về biểu tình đó, anh cũng chia sẻ ra những cái cuộc biểu tình thành công, những cái cách thức thế nào, để chúng ta thấy rằng là ngay cả những chuyện đó cũng phải có một cái, chúng ta biết ngay Hồng Kông họ đã cầm cái hậu cần yểm trợ với cả bí mật, và chúng ta cần có những cái tương tự như vậy. Chúng ta nhớ đến một lần nói chuyện với lại anh Lương Thiện, nói lén trên làm quá xuống thế. Một ngày biểu tình 30 tháng 4, một trong số gần 10-12 tỷ người về Việt Nam mà chúng ta cộng tất cả những đồng hương chúng ta, họ yểm trợ tất cả những tổ chức đấu tranh nào mà họ tin tưởng được. Thì chúng ta có một sự bền tâm vững chí như vậy thì mới nhớ, giống như Đỗ Thông Minh đã từng chia sẻ. Những cuộc đấu tranh nó cần một thời gian dài, nó cần cái sự bền bỉ, nó cần cái sự hỗ trợ đó. Chúng ta hy vọng rằng là đồng hương chúng ta khắp mọi nơi thấy được từ trong nước cũng như ở hải ngoại cái sự quan tâm đoàn kết để mà tạo được cái sự thành công cuối cùng cho anh tiếp tục đầu được thông minh ạ. Dạ vâng, thưa rằng là nãy thì có trình bày ba cuốn sách, nhưng mà cái tác phẩm thứ tư đó tức là chính là cuốn lịch Canh Tí năm 2020. Vâng. Thì thay vì những cái ngày đối toán thì chúng tôi đưa những cái sự kiện về vấn đề văn hóa và đấu tranh vào. Vâng. Với 365 trang như vậy nó tương đương với lại 200 trang sách, tức là một cuốn lịch nhưng mà lại là một cuốn sách. Thành chúng tôi đi lần này là gần 90 ngày để vận động cho cái việc này. Ngoài ra thì cũng xin thưa với anh Dương Phục và đồng hương chúng ta ở Houston, thì chúng tôi sẽ tham dự cái buổi họp mặt dân chủ ở đó, và đặc biệt là cái buổi sinh hoạt của luật sư Nguyễn Văn Đài từ bên Đức qua. Khi mà luật sư Đài còn trong nước thì chúng tôi cũng có liên lạc, và một cuốn sách của chúng tôi thì cũng đã được chính luật sư Đài giới thiệu, nên chúng tôi cũng rất là muốn ghé ở Houston lần này, có lẽ cũng là trên dưới 10 lần. Hy vọng là đầu tháng 9 là sẽ được gặp quý đồng hương và ghé thăm Đài. Dạ vâng, đúng như vậy. Đầu tháng 9 thì sẽ có một quy tụ của các nhà tranh đấu mà đã ở trong nước, như là anh Điếu Cày, anh Nguyễn Văn Đài, rồi vân vân. Có rất nhiều sẽ quy tụ về thành phố Houston này để mà có cái buổi hợp tác nói chuyện chung với nhau. Vâng, xin mời anh thầy giáo làng ạ. Dạ thưa thầy giáo làng, xin được có vài lời với khán giả là cái phong trào thần ca thì vẫn tiếp tục cái công tác mà của những anh em đi trước đã tạo ra phong trào, từ anh Việt Dũng, chị Nguyệt Ấn, anh Huỳnh Công Ánh, ông Trương Sĩ Lương, tất cả những người đó hiện tại bây giờ cũng đã cao tuổi, thành ra những người thế hệ đàn em như
ông thầy giáo làng giờ tiếp tục cái con đường đó, và cái công việc bây giờ là cố gắng sáng tác được những cái bài hát, những bài nhạc mà đi cùng với cái vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Thì hy vọng là cái tinh thần tri ân chiến sĩ này đó, ngoài San Jose thì trong tương lai sẽ được đem về bên Dallas là quê hương của thầy giáo làng, và mình bên Houston cũng là một thành phố rất là cần ở bên Dallas. Thì rất hy vọng là có sự cái hỗ trợ của đài Sài Gòn Houston thì chương trình tri ân chiến sĩ sẽ được về bên Texas. Dạ vâng. À, vâng, xin chào mừng anh thầy giáo làng, nhưng mà xin đính chính một chút là chúng tôi đó không phải là những người già mà chỉ có tuổi một chút thôi anh. Vâng, anh xin anh Huỳnh Lương Thiện có thể đúc kết cái buổi thoại ngày hôm nay ạ. Chị đang là trước hết chúng tôi xin thay mặt anh em trong Phong trào Hân ca Việt Nam, và đặc biệt là ban tổ chức buổi văn nghệ viên chiến sĩ và sự nhớ anh Lê Tống, cảm ơn anh Dương Phục lúc nào cũng quan tâm và hỗ trợ anh em, hỗ trợ những cái công tác của anh em, đưa tiếng nói này đến đồng bào tại Houston, Dallas cũng như là Dallas nghe rất là rõ. Và thưa anh, mỗi lần mà chúng tôi có công tác như vậy thì gặp rất nhiều khó khăn, anh em phải bay từ các nơi xa về hầu hết là đồng bằng tiền túi của mình, nhưng mà anh em cảm thấy đã dấn thân vào cái con đường đi rất là đúng, đó là và đúng với chính nghĩa và hợp với cái khả năng của mình là dùng tiền không và văn nghệ làm vũ khí đấu tranh. Và mỗi lần mà phát động một cái chiến dịch như vậy, ví dụ như cái buổi văn nghệ ngày mai và ngày mốt, thì vấn đề nó không phải là tài chính anh ơi, chỉ dẫn từ phần một phần thôi, mà cái vấn đề là mình có một cái cơ hội mình đánh động tinh thần, một cái cơ hội nhắc tới những chính nghĩa, một cái cơ hội nhắc tới những cái mục tiêu mình cần phải đấu để cho bà con, nên là có thể đa đo những công việc đó, nhiều khi người ta là sao lãng đi. Nên mỗi lần như vậy đó, mình lên đài mình đánh báo, mình có cơ hội nhắc lại như vậy đó, thì nó không nóng lại cái bầu không khí đấu tranh, thì chúng tôi rất là vui nè. Và anh em sắp nơi tụ về đó thì được bà con tương đốc rất là nhiều, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng như là thầy giáo làng những anh thi vừa nói đó, trong tương lai tinh thần gọi là văn nghệ đấu tranh với những chủ đề như là tri ân chiến sĩ hay là những chủ đề đấu tranh tương tự sẽ được đồng hương các nơi tiếp tục hỗ trợ cho phong trào Hân ca, cũng như đặc biệt là một dịp nào đó chúng tôi hy vọng sẽ trở lại Houston với sự hỗ trợ của đài Sài Gòn Houston anh Dương Phục, để chúng ta cùng tiếp tục cái con đường đấu tranh này. Thì vâng, chúng tôi xin được tóm tắt vài điều xưa như vậy, và xin cảm ơn anh và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện, anh Nguyễn Thường Nghĩa, anh Đỗ Thông Minh, anh thầy giáo làng đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Chương trình này sẽ được phát lại vào ngày Chủ nhật. Các anh ở xa có thể nghe được qua cái website là Đài Sài Gòn Đắc Cập. Và ngoài ra chúng tôi sau đây sẽ gửi cho anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Huỳnh Lương Thiện cái chương trình ngày hôm nay để các anh tùy nghi sử dụng. Vâng, xin kính chào các anh và xin chào quý khán giả.